lời dạy của Bác. Mỗi người dân mạnh khỏe, tức là góp phần cho cả nước mạnh khỏe, vẫn còn nguyên giá trị đối với mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là với chúng em, những chủ nhân tương lai của đất nước. Hưởng ứng phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, chúng em, những học sinh của trường trung học cơ sở Hưng Đạo, luôn tự hào về phong trào thể dục thể thao của trường mình. Sau mỗi giờ học, chúng em lại được các thầy cô tổ chức cho thực hiện các bài thể dục để nâng cao sức khỏe, tạo tinh thần thoải mái để tiếp tục những bài học có hiệu quả hơn và đặc biệt là nâng cao sức khỏe phòng chống dịch COVID-19 trong thời điểm hiện nay. Sau đây, chúng em xin gửi tới các quý vị đại biểu, các thầy cô và các bạn học sinh bài thể dục giữa giờ của trường trung học cơ sở Hưng Đạo chúng em. Corona, kẻ thù của chúng ta, xin hãy tránh xa, dù trẻ hay người già, hãy luôn ở nhà, không cho dịch bệnh lan xa, cùng nhau chung sức trong giọt Corona. Corona là kẻ thù của chúng ta, là người chiến sĩ đang gồng mình ngày đêm và cùng toàn dân chiến đấu trong đại dịch. Dịch sẽ phải lùi xa, yêu thương nhau, cuộc đời dù bao khó khăn, hãy luôn vững bước, tin vào một ngày mai, dang dang vòng tay, chung bước trên con đường. Corona, đại dịch sẽ phải lùi xa. Corona, kẻ thù của chúng ta, xin hãy tránh xa, dù trẻ hay người già, hãy luôn ở nhà, không cho dịch bệnh lan xa. Cùng nhau chung sức trong giặc Corona. Corona là kẻ thù của chúng ta, là người chiến sĩ đang gồng mình ngày đêm và cùng toàn dân chiến đấu trong đại dịch. Corona, đại dịch sẽ phải lùi xa, yêu thương nhau, cuộc đời dù bao khó khăn, hãy luôn vững bước, tin vào một ngày mai, dang dang vòng tay, chung bước trên con đường. Corona, đại dịch sẽ phải lùi xa. Chúng ta xin hãy tránh xa, dù trẻ hay người già, hãy luôn ở nhà, không cho dịch bệnh lan xa, cùng nhau chung sức trong giặc Corona. Corona là kẻ thù của chúng ta, là người chiến sĩ đang gồng mình ngày đêm và cùng toàn dân chiến đấu trong đại dịch. Corona, đại dịch sẽ phải lùi xa, yêu thương nhau, cuộc đời dù bao khó khăn, hãy luôn vững bước, tin vào một ngày mai, dang dang vòng tay, chung bước trên con đường. Corona, đại dịch sẽ phải lùi xa. Corona, đại dịch sẽ phải lùi xa. Corona, đại dịch sẽ phải lùi xa. Trường là một ngày hạnh phúc, vui tươi, được thỏa chí học tập, sáng tạo và rèn luyện. Chúng em, những học sinh trường trung học cơ sở Hưng Đạo, thị xã Đông Triều, muốn lan tỏa thông điệp rèn luyện sức khỏe, vững bước ngày mai, cùng nhau đua tài, tương lai rộng mở. Bạn ơi hãy nhớ, thể dục mỗi ngày. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh.